Rồi, xin chào các bạn nha. Nay để mình quay cho các bạn xem chiếc xà lan lấy đá này các bạn. Chắc nó lấy gần đầy rồi. Còn đang xuống một mớ còn xe nữa nha. Bây giờ hiện tại giờ nó đang quay cái đít ra ngoài các bạn. Nó quay cái đít ra ngoài nha, nó đang đạp ra. Anh chị nào có yêu thích kênh của em cho em một like và một lượt đăng ký thì em để có cái động lực là những video tiếp theo nha. Rồi nó đang đạp cái lái ra nè, đạp cái lái ra cho nó lỏng mình, cho nó hồi cho nó đi dưới đất dễ, rất là dễ các bạn. Hiện tại giờ là cái xà lan nó đang bị nghiêng nha. Cái xà lan nó đang bị nghiêng các bạn. Đây có chiếc xà lan nãy nó mới vừa cặp lại, nó đậu đây nè các bạn. Có thể là hai cái mặt chân cái này là hai chiếc nha. Còn hồi là có thể là chiếc thẳm này nó ra đi ra, nó chạy ra là coi là chiếc này nó tấp tới. Trời ơi, có chiếc kia lúa. Đường này ghe chạy xà lan với ghe lúa chạy rất là nhiều các bạn. Nó mà đạp vô đạp ra là cho nó lỏng mình là khói ra ngút luôn đó các bạn nè. Cái ống khói này nè, trời ơi ghê chưa, khủng khiếp. Đây có chiếc xà lan bự đó các bạn. Chiếc xà lan bự này chắc có thể là nó lắp ở đầu ha, đang chạy tới nè. Chiếc này chắc có độ khoảng hàng ngàn tấn đó các bạn. Chiếc này châu thới. Có thể là cái chiếc đang bị khẩm đó các bạn, có thể là nó chờ lấy thêm một mớ nữa rồi mới nó mới xuất bến nha. Cái chiếc này giờ nó có thể là nó đang đạp cái lái ra nữa các bạn. Đây nó đạp nước cho lên như này, nước có lên dữ dằn không, nó đạp cái lái ve tú ra ngoài luôn rồi. Có thể là nó đạp ra cho vô cho cái mũi nó ra các bạn, đầu còi nó ra rất là dễ ha. Ra ngoài nha. Trời ơi má ơi, coi khói luôn kìa. Trời ơi con nước này nó khủng khiếp không. Mình độ là có thể là nó mắc cạn cái mũi các bạn. Trời ơi má ơi, khủng khiếp chưa.
Ở dưới đây có chiếc ghe chài đang đổ dưới xuống nha. Trời ơi coi kìa, yêu cầu mà nó không nó nhóng ra một cái thì khói lên sẽ một cục luôn. Nước bữa nay cũng khá là kiệt các bạn. Cái lái nó đang hiện tại giờ đang ra giữa kinh nha. Trời ơi. Đây có chiếc ghe lúa đổ tới nữa nè các bạn. Rồi còn nó hút sóng rồi nè. Chiếc này nó ra thì có thể là nó ra hơi lâu các bạn, bởi vì mình thấy nó cạn, hình như là nó cạn cái mũi rồi, nó nghiêng luôn á. Hiện tại bây giờ nó đang đạp cái lái ra ngoài các bạn, nó đang đạp cái lái ra ngoài nha, có thể là nó đạp thẳng ra luôn rồi. Cái cọng dây lái là nó mở ra luôn rồi các bạn. Em đang rút dây nè, em nữa đang rút dây lên nè. Trời ơi, có thể là dây trước nó mở luôn các bạn, có thể là chiếc này đang lui bến ra ngoài nha. Ra các bạn, nó về tới về lui và cũng phải ra thôi. Đây anh, cái anh đằng này có thể là anh đang lấy neo nè. Đây các bạn, chị gái thì xách dây lại nha, còn ảnh thì lấy neo nha. Ảnh đang đạp tới, cái lái vô cho cái mũi đi ra ngoài. Đang lấy neo các bạn. Rồi xong, lấy neo xong các bạn. Rồi chuyến này xuất bến luôn rồi nha. Rồi có thể là mình nghĩ là cái chiếc ở bên đó đó các bạn, chiếc đậu ở bên đó có thể là nó cập tới nha. Rồi cái chiếc bên đó nó đang cập tới các bạn. Trời ơi cái chiếc này nó ve ra hay gì nè, nó đang ve đạp ra hay gì, khói phịch trời đất cả dần nè. Rồi bắt đầu là cái chiếc này cặp lại nha các bạn, cặp chân vô cái bến của chiếc xà lan thẩm mới vừa đi ra nha. Đây có chị gái chờ sẵn để giục dây lên lặn chị nắm đây các bạn, cầm luôn cái xào luôn nè. Đây thả neo luôn.
neo các bạn. Giờ nó đang tắp cái lái vô nha. Đây, có đứa có em gái đi ra để thăng neo hay gì đây nè. Rồi, bây giờ là chiếc này nó cập bến vô xong rồi các bạn, để mình lên quay mấy chiếc kia cho các bạn xem ha. Chiếc kia nó cũng sắp sửa rời bến rồi các bạn. Rồi, em gái này để giữ lấy dây neo, giữ cái bánh ba bánh này nè, đừng cho nó lăn nữa hay gì nè. Chờ chưa? Đây, những mấy cái chiếc này nó cũng đang lấy đây các bạn, chờ đá nè. Còn chiếc này thì nó đang nghiêng bên nha.